Chào mừng sự quay trở lại của quý vị đến với chương trình Giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia để sở hữu bí kíp vàng trở thành mẹ thông thái. Chương trình đang được phát sóng trên fanpage của Unidry Việt Nam và YouTube. Unidry yêu thương những xúc cảm. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của nhãn hàng Unidry đã đồng hành và tài trợ chương trình này. Kính thưa quý vị, vấn đề mang thai để trở thành một bà mẹ thông thái thì có rất là nhiều vấn đề cần quan tâm và tìm hiểu. Nhưng mà một vấn đề mà được rất là nhiều các bà mẹ bầu, mẹ bỉm sữa quan tâm nhất đó là dinh dưỡng trong thai kỳ, bổ sung như thế nào là hợp lý. Và ngày hôm nay để giải đáp những thắc mắc của các mẹ bỉm sữa thì chúng tôi xin được mời đến đây sự xuất hiện của thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Hạnh, chuyên khoa 1 sản phụ khoa. Xin chào quý vị các khán giả, rất là vui vì ngày hôm nay được quay trở lại đồng hành cùng chương trình. Và mình hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay có thể hữu ích và giúp đỡ được các cái mẹ bầu trong cái quá trình mang thai. Và một nhân vật khách mời mà ngày hôm nay chúng tôi cũng mời đến đó là Hot Mom Nguyễn Vi. Xin được chào tất cả các bạn. Rất là vui khi mà nhãn hàng Unibright có mời Vi đến đây để mà chia sẻ một vài thông tin với các mẹ khác, thì chúng ta có thể chia sẻ giải đáp thắc mắc ngay tại đây cùng với bác sĩ chuyên gia. Kính thưa quý vị, chế độ ăn uống dinh dưỡng trong thai kỳ của người mẹ vô cùng quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ cũng như là sự phát triển toàn diện của thai nhi. Và một chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ sẽ hợp lý như thế nào, ăn nhiều hay ăn ít và nên bổ sung như thế nào đây, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua phần trò chuyện cùng với bác sĩ Trần Thị Hạnh và bạn khách mời Nguyễn Vi. Là một bà mẹ bỉm sữa thì không biết là Nguyễn Vi đã tìm hiểu chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn như thế nào trong suốt thời thai kỳ của mình nhỉ? Đầu tiên thì đối với bé này là bé đầu tiên mà em sinh cũng như là mang thai trong quá trình đầu tiên, tất cả mọi thứ nó đều đầu tiên hết nên là rất là bỡ ngỡ, sẽ không biết là phải tìm hiểu thông tin từ đâu, kiến thức từ đâu cho nó chính xác, nên là em cũng tra Google, em lên mạng rồi em tìm hiểu từ ông bà cha mẹ, từ các anh chị mà đã sinh em bé rồi để mà hỏi trong quá trình mang thai của mình thì sẽ bổ sung thế nào ra làm sao. Nhưng mà nhiều kiến thức quá cho nên là thành ra là em lại cảm thấy là hơi khó để cho mình có thể lựa chọn mà không biết như thế nào là đúng và như thế nào là hợp lý. Thật sự rất khó. Quả thật là như vậy, trong quá trình mang thai bé đầu tiên thì bất kỳ ai, không chỉ là Vi, không chỉ là Thảo mà tất cả các mẹ bầu đều băn khoăn và lo lắng để làm sao để mang tất cả những điều tốt đẹp nhất cho bé yêu nhà mình, đúng không ạ? Vì thì xin hỏi bác sĩ là không biết là các mẹ bầu nên bổ sung dinh dưỡng như thế nào là hợp lý trong suốt quá trình mang thai ạ? Thì đầu tiên thì nghe cái chia sẻ của Vi thì ai cũng có cái lần đầu tiên mà bỡ ngỡ hết. Thì hy vọng rằng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho Vi có thêm kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị cho mình những cái hành trang để chuẩn bị cho tập tiếp theo. Thì trong thai kỳ thì mình sẽ ăn uống và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, phù hợp thì phụ thuộc vào tùy cái tam cá nguyệt. Ví dụ như đối với lại tam cá nguyệt đầu tiên là cái giai đoạn hình thành em bé, hình thành những cái cơ quan quan trọng như là não, như là tủy sống, như là xương, thì bởi vì vậy mà chúng ta cần phải bổ sung các cái dinh dưỡng, chẳng hạn như acid folic, bổ sung thêm sắt, đồng thời là những cái nguyên tố vi lượng khác để có thể là giúp cho bé có một cái sự hình thành cấu trúc tốt nhất. Như bác sĩ vừa chia sẻ là trong tam cá nguyệt đầu tiên là giai đoạn vô cùng quan trọng trong việc hình thành não bộ của thai nhi, đúng không ạ? Nhưng mà có rất là nhiều người mẹ trong tam cá nguyệt đầu tiên không thể ăn được gì, bị ngén kinh khủng, thì phải làm thế nào đây thưa bác sĩ ạ? Thì bác sĩ cũng chia sẻ thêm là bởi vì trong cái tam cá nguyệt đầu tiên thì các cái mẹ bầu có sự gia tăng của nội tiết tố, đặc biệt là beta HCG sẽ gây ra cái chuyện là ngén. Bởi vì vậy là trong tam cá nguyệt đầu ngén sẽ rất là nhiều, là điều có thể mà thông cảm được. Nếu mà mẹ bầu mà cảm thấy là mình bị ngén thì mình không thể nào mà mình ngửi được cái mùi đồ ăn á, thì mình có thể chuyển sang ăn những cái loại thực phẩm mà cái ít có cái mùi vị kích thích nhiều, hoặc là chuyển sang các loại đậu. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta ăn gì thì chúng ta cũng đừng quên là phải bổ sung sắt và acid folic. Như là trong thai kỳ thì chúng ta cần mỗi ngày là khoảng 60mg sắt đối với lại khoảng 400mg acid folic. Bởi vì nếu mà không bổ sung đủ thì có thể dẫn tới là thiếu máu, hoặc là có thể dẫn tới là dị tật cho bé nếu mà thiếu acid folic. Có một cái thắc mắc mà em muốn hỏi bác sĩ là ở trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình mang thai thì bản thân em cũng bị ngén. Hầu như là em không ngửi được mùi đồ ăn và em không ăn được bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà em lại thèm uống cà phê, em lại thích ăn cái kiểu cảm giác giống như là sushi. Vậy thì em cũng biết là những cái món đồ ăn như vậy á, mình ăn vào ở trong cái tam cá nguyệt và trong quá trình mang thai của mình thì có bị ảnh hưởng, mang đến kết quả như thế nào đối với thai kỳ của mình? Mẹ Nguyễn Vi chia sẻ là một mẹ bầu mặc dù không ăn được gì nhưng lại
lại hay uống cà phê và lại hay ăn đồ sống. Thì bác sĩ cũng chia sẻ thêm là đối với lại cà phê, chẳng hạn như đối với bản thân bác sĩ cũng là một người cũng nghiện cà phê, bởi vì cái tính chất công việc của mình là phải thức đêm nhiều nên mình cũng hay sử dụng cà phê. Thì đối với lại các cái hiệp hội sản phụ khoa thì người ta cho phép cái lượng mà caffeine mỗi ngày trong thai kỳ là khoảng 200 mg, thì đâu đó nó khoảng 2 ly espresso. Còn đối với lại cà phê mà mình hay sử dụng á, là cà phê Việt Nam pha thì nó đậm đặc hơn, thì có thể là mình sẽ sử dụng khoảng 1 ly một ngày là đủ, là không có gây ra cái nguy hại cho cái thai kỳ. Vậy thì còn những món ăn mà em lại thích ăn về sushi, cá hồi này kia thì như thế nào ạ? Thì đồ tươi sống thì được khuyến cáo là không nên sử dụng trong thai kỳ, là mặc dù mình sử dụng là những cái thức ăn đồ tươi sống từ những cái nhà hàng mà tương đối là an toàn thì nó sẽ đỡ giảm được cái tình trạng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên trong thai kỳ thì các cái hiệp hội vẫn là khuyên mình là nên hạn chế những cái đồ ăn sống, bởi vì khi mà mình có những cái tình trạng mà nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, mình sẽ bị tiêu chảy, thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình, đồng thời là có thể gây ra những cái tình trạng nhiễm khuẩn cho bé nữa, cho thai nhi, nên là hạn chế đồ ăn sống trong thai kỳ là tốt nhất. Thêm rất là nhiều các kiến thức rất là tốt đến từ bác sĩ ha chị Thảo ha. Vâng, và các mẹ bỉm sữa, các mẹ bầu lưu ý những cái tip vừa rồi mà bác sĩ chia sẻ là chúng ta không nên uống quá nhiều cà phê này, cũng không nên ăn quá nhiều đồ ăn tươi sống như thế, ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi trong tam cá nguyệt thứ nhất. Vậy thì nếu mà chúng ta vượt qua tam cá nguyệt thứ nhất đến với giai đoạn tiếp theo là 3 tháng rưỡi thì chúng ta nên bổ sung những dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ? Thì đối với lại tam cá nguyệt thứ hai thì là giai đoạn mà em bé nó sẽ phát triển về khung xương, về chiều cao, nên thành ra là mẹ bầu cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng là mình mỗi trung bình mỗi ngày ha, thì mình tăng lên khoảng là 250 kcal, thì nó đâu đó khoảng 1 tới 2 bữa ăn phụ trong một ngày. Đặc biệt là khi mà em bé nó cần cho sự phát triển của khung xương thì người mẹ cần phải bổ sung đầy đủ canxi. Chúng ta cần canxi cho mỗi một ngày là khoảng 1200 mg. Thì ngoại trừ những cái bữa ăn bình thường hàng ngày của chúng ta thì chúng ta cần phải bổ sung đâu đó khoảng thêm là khoảng 600 mg canxi. Cứ tính trung bình để cho mình dễ nhớ là khoảng 6 đơn vị sữa. Thì một đơn vị sữa thì nó tương ứng với lại 100 ml sữa tươi, hoặc là một hộp sữa chua 100 mg, hoặc là một miếng phô mai 15 g. Như vậy là được là một đơn vị sữa, thì đâu đó, đúng rồi, đâu đó chúng ta cần phải bổ sung là khoảng 6 đơn vị sữa một ngày trong tam cá nguyệt thứ hai. Đúng rồi, đúng rồi. Và trong tam cá nguyệt thứ hai thì có một cái điều mà em hay làm, đó là hay lên mạng xem là bây giờ con mình đang ở tuần tuổi này thì nó đang phát triển những bộ phận nào rồi. Thì bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn cho các mẹ bầu là trong tam cá nguyệt thứ hai thì bé nhà mình đang phát triển được những bộ phận nào thưa bác sĩ? Chủ yếu thì tam cá nguyệt thứ hai là cái giai đoạn phát triển về cái kích thước của em bé, thì nó sẽ hình thành cái khung xương tương đối phát triển và tăng về cái chiều cao. Bởi vì vậy mà mẹ bầu phải ráng là mình sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng. Đồng thời là qua tam cá nguyệt thứ hai mình sẽ giảm bớt cái triệu chứng nghén rồi. Thì mình sẽ cố gắng là mình ăn đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung thêm sắt, acid folic như tam cá nguyệt thứ nhất. Đồng thời là chú ý đến canxi là phải đầy đủ để cho cái sự phát triển của em bé nó được hoàn thiện. Vậy thì thưa bác sĩ, đối với mình bổ sung thêm canxi cho các bé nhà mình trong cái tam cá nguyệt thứ hai á, giống như là bác sĩ đã chia sẻ là mình sẽ bổ sung thêm sữa. Vậy thì đối với sữa thì mình có lựa chọn là sữa như thế nào cho phù hợp, có đường hay là không đường hay là ít đường? Trời ơi, Nguyễn Vy đúng là một bà mẹ thông thái luôn, có hỏi những cái câu hỏi rất là hay và những cái câu hỏi mà tương đối là quan trọng đối với lại những cái mẹ bầu. Khi mà chúng ta sử dụng sữa trong thai kỳ thì đương nhiên là lúc nào mình cũng sẽ ưu tiên là sử dụng những cái sữa không đường. Tại vì khi mà chúng ta tăng quá nhiều đường trong thai kỳ á, thì sẽ dễ dẫn tới cái nguy cơ là bị đái tháo đường thai kỳ. Có những mẹ bầu là bị đái tháo đường thai kỳ không kiểm soát được và nó sẽ ảnh hưởng tới là em bé, một cái nguy cơ mà một cái kết cục thai kỳ buồn, đó là dẫn tới thai lưu hoặc là trở thành một cái người bị đái tháo đường về sau. Nên là cố gắng là chúng ta sẽ sử dụng là sữa không đường. Sữa không đường nó được ưu tiên hàng đầu trước. Đúng rồi. Nếu như mà cảm thấy khó uống quá thì có thể là sử dụng sữa với cái hàm lượng đường thấp. Đúng rồi. Rất là nhiều người nói em là ví dụ như bình thường mỗi một ngày, một bữa em ăn được một chén cơm thì em sẽ phải ăn gấp đôi lên.
tại vì vừa ảnh hưởng và vừa mang lại sức khỏe cho em mà vừa mang lại sức khỏe cho con em nữa. Nhưng mà em lại thì nghén ăn ngay từ nhỏ và nghén ăn trong quá trình mang thai nên em rất là khó ăn. Đối với em mà ăn được 2 chén cơm là cả một vấn đề rất là lớn. Mà đối với ba và mẹ với như ông bà trong nhà thì suốt ngày cứ phải bắt em là phải ăn gấp đôi so với những ngày bình thường của em. Vậy thì không biết bác sĩ có thể chia sẻ giùm cho em biết là như vậy là đúng hay là sai, như thế nào là cho phù hợp nhất? Thì thực ra rất là nhiều người ha, nhiều mẹ bầu quan điểm một cách sai lầm là khi có bầu mình phải ăn gấp đôi bình thường, mình ăn cho mình và mình ăn cho con. Như vậy nó không đúng. Tại vì theo những cái khuyến cáo thì 3 tháng giữa thì mỗi ngày chúng ta ăn bổ sung tăng khoảng 250 kcal so với bình thường. Và trong 3 tháng cuối thì chúng ta tăng đâu đó khoảng 450 kcal so với bình thường. Có nghĩa là chúng ta ăn khoảng tăng lên khoảng từ 15% đến 20% so với những cái bữa ăn hàng ngày, nghĩa là bình thường mà chúng ta ăn thôi. Có nghĩa là khi mà mình mang thai thì mình ăn thêm đâu đó khoảng, đúng rồi, đâu đó khoảng 1 tới 2 bữa phụ thôi. Chẳng hạn như ăn thêm trái cây, ăn thêm yogurt, chứ cũng không nhất thiết là mình phải ăn gấp đôi bình thường. Nhưng mà em không biết mọi người sao chứ mà hồi mà em mang bầu bé nhà em á, là cứ khoảng 2-3 tiếng là em lại đói một lần. Cứ 2-3 tiếng đói một lần mà đói liên tục luôn. Khi nào mà em không ăn là bé nhà em lại máy. Nhiều khi mình ăn nhiều như vậy thì nó có gây ảnh hưởng quá nhiều tới thai nhi không ạ? Thì khi mà có nhiều người nghén, người ta không ăn được, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thì cho phép là nhiều khi mẹ bầu tăng 1 kg, hoặc có thể là mẹ bầu nghén quá, mẹ bầu có thể giảm súc từ 1 tới 2 kg. Nghĩa là khi mà mình nghén thì mình lại cảm thấy là thèm ăn nhiều hơn. Thì khi mà mình thèm ăn như vậy thì mình nên nhớ là mình ăn để bổ sung một cái lượng dinh dưỡng là vừa đủ cho thai kỳ, bổ sung những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho em bé, đồng thời mình cũng kiểm soát cân nặng trong cái quá trình mang thai. Đừng vì là mình cảm thấy mình thèm cái gì là mình ăn cái đó, riết hồi mình ăn rất nhiều, dẫn tới cái việc mà tăng cân quá mức trên thai kỳ sẽ dẫn tới những cái kết cục như là mẹ bị tăng cân nhiều, đái tháo đường thai kỳ, em bé sẽ bị thai to, thì dẫn tới những cái bất lợi cho mình. Dạ vâng, những chia sẻ của bác sĩ thì cũng đúng theo những cái gì mà em được tìm hiểu thông qua trên mạng cũng như là nhiều người nói với em. Thì trong khi mà mình đang mang thai ở giai đoạn này thì nên 1 tuần hoặc là 1 tháng chỉ được tăng có 2 kg thôi, tức là 1 tuần em chỉ được tăng 0,5 kg thôi. Mà nhiều khi nhá, em mỗi lần em cân em phải tăng 4 kg, xong suốt thai kỳ là em tăng suốt 20 kg cơ. Không biết là Vi nhà mình lúc mà mang thai bé thì tăng bao nhiêu ký nhỉ? Trong quá trình mang thai của em thì như chia sẻ ban đầu là em bị nghén nên là em không có tăng được nhiều ký lắm. Trọn vẹn thì em lên khoảng 5 đến 6 ký thôi là trọn vẹn trong quá trình mang thai của em. Bởi vì thứ nhất là mẹ cũng nhỏ con, bé cũng nằm ở trong cái mức vừa phải. Khi mà em đi khám á, thì bác sĩ có báo cho em cái kết quả rằng là thai hoạt động rất là tốt, thai máy tốt và cái kích cỡ của em bé thì phù hợp với mẹ để mình có thể sinh nở hoàn toàn tốt. Có rất là nhiều các chị em lo lắng là nếu mà mình ăn quá nhiều thì sợ là sau khi sinh mình mập quá, mình giảm cân không nổi. Còn có một số các chị em phụ nữ thì lại lo lắng là mình ăn ít quá thì lại không có đủ dưỡng chất cho con, hoặc là ăn như thế nào để dưỡng chất của mình thì vào hết con mà không vào mẹ. Thì trong vấn đề này thì bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn cho tất cả quý vị khán giả được không ạ? Đầu tiên thì bác sĩ xin chia sẻ về cái vấn đề tăng cân trước. Như lúc nãy thì Liên Thảo có nói là trong thai kỳ Liên Thảo tăng tới 20 kg. Em thì lại tăng quá ít. Đúng rồi, còn Vi thì lại tăng quá ít. Thì thông thường đối với một người có một cái BMI bình thường, có nghĩa là có một cái mức cân nặng phù hợp với lại chiều cao, thì trong suốt một thai kỳ mình nên tăng là đâu đó khoảng 7 kg tới khoảng 11 kg. Còn đối với lại những người mà trước khi mang thai là mình có một cái thể trạng tương đối mập thì cái lượng mà tăng cân trong thai kỳ của mình đâu đó khoảng từ 6 tới 8 kg là vừa. Như Liên Thảo tăng 20 kg trong thai kỳ là tương đối nhiều. Thì mình nên là kiểm soát lại cái việc ăn uống của mình. Đối với lại ăn uống trong thai kỳ thì như bác sĩ có chia sẻ rồi, là chúng ta ăn là làm sao đó để đủ những cái dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi phát triển, để ngăn ngừa những cái dị tật cho em bé. Đừng có để thiếu hụt quá nhiều những cái nguyên tố mà nó quan trọng. Tuy nhiên cũng đừng có vì vậy mà mình ăn một cách quá mức trong thai kỳ. Không kiểm soát được luôn. Ăn không kiểm soát trong thai kỳ là không nên. Thì trung bình đó, trong tam cá nguyệt thứ hai thì người mẹ ăn đâu đó khoảng 1 bữa ăn phụ trong vòng 1 ngày. Đến tam cá nguyệt thứ ba là cái thời điểm mà em bé sẽ phát triển nhiều về mặt cân nặng, thì người mẹ có thể tăng lên cái bữa ăn phụ của mình đâu đó khoảng 2 bữa ăn phụ, hoặc là chia nhỏ thành 3 bữa ăn phụ.
mà không nên ăn quá nhiều hoặc là ăn gấp đôi so với bình thường. Tức là mỗi một cái bữa ăn phụ thì mình chỉ cần ăn kiểu vừa đủ thôi, không cần ăn no đúng không đúng ạ? Rồi, đúng. Dạ vâng. Và ngoài cái việc mà bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta không nên uống quá nhiều caffeine này, không nên uống quá nhiều các thực phẩm có đường này, và không nên ăn đồ ăn sống, thì chúng ta nên hạn chế những cái thực phẩm nào trong quá trình mang thai ạ? Điều mà mình cấm khi là mình hạn chế gọi là gần như là tối đa trong thai kỳ, đó là mình không nên sử dụng rượu bia, chất kích thích, không nên hút thuốc lá. Nhưng mà thực ra thì đa phần các mẹ bỉm bây giờ, các cái mẹ bầu là không có sử dụng thuốc lá hoặc là rượu bia nhiều. Nhưng mà có những cái thực phẩm mà thường ngày chúng ta sử dụng mà nhiều khi chúng ta quên mất là không biết. Đúng rồi, chúng ta quên mất là chúng ta không nên sử dụng nó. Chẳng hạn như chúng ta không nên ăn những cái sashimi, cái có cá hồi sống nè. Rồi chúng ta không nên sử dụng những cái thực phẩm sống khác, chẳng hạn như súp mazone. Bình thường là làm từ trứng sống. Giờ em mới biết luôn đó. Thì đôi khi, đúng rồi, đôi khi chúng ta không để ý những cái thực phẩm sống như vậy, nó sẽ nhiễm những cái loại vi khuẩn như là Salmonella, sẽ gây tiêu chảy cho mẹ bầu, thì gây những cái nhiễm trùng như vậy trong cái thai kỳ thì sẽ rất là khó để điều trị và có nguy cơ là sẽ gây nhiễm trùng đến cho em bé nữa. Một câu hỏi tiếp theo mà Liên Thảo nhận đến rất là nhiều từ quý vị khán giả gửi đến cho chương trình và inbox trong fanpage của chúng tôi, đó chính là làm thế nào để có đủ tất cả các dinh dưỡng cần thiết trong thực phẩm nhưng không làm tăng đường huyết thưa bác sĩ? Thì như bác sĩ có chia sẻ với mình rồi, thì mình sẽ bổ sung những cái thực phẩm mà giàu chất dinh dưỡng trong thai kỳ để phát triển cho em bé như là thịt, cá, trứng, sữa. Đồng thời thì chúng ta sử dụng những cái thực phẩm với là cái hàm lượng đường thấp để làm giảm cái nguy cơ đái tháo đường thai kỳ cũng như là những cái nguy cơ cho em bé. Nếu như mà mẹ bầu mà không thể sử dụng được những cái thức ăn, đồ ăn do cái mùi vị thì chúng ta có thể tăng những cái bữa ăn phụ. Chúng ta có thể sử dụng sữa chua, sử dụng yogurt. Chúng ta có thể thay bằng các cái loại đậu có hàm lượng protein cao. Tuy nhiên là nên hạn chế cái mức mà mình ăn, đừng có để mà mình tăng cân quá nhiều. Dạ vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về tam cá nguyệt thứ nhất này, tam cá nguyệt thứ hai. Nhưng cái tam cá nguyệt thứ ba là lúc mà thai nhi của mình phát triển về cân nặng nhanh nhất. Vì cái hồi mà từ tam cá nguyệt thứ hai đến tam cá nguyệt thứ ba là bé nhà em mà tăng vèo vèo 2kg luôn. Lúc đấy lúc sinh ra là bé đã 3,8kg luôn rồi ạ. Thì trong những cái tam cá nguyệt cuối cùng này là tam cá nguyệt vô cùng quan trọng, thì bác sĩ có những cái lưu ý gì muốn gửi đến cho các mẹ bỉm sữa không ạ? Thì trong cái tam cá nguyệt thứ ba là cái thời điểm mà em bé tăng cân rất là nhanh, em bé của mình sẽ là phát triển. Tuy nhiên là chúng ta nên đi khám thai và để cho cái mức cân nặng của em bé nó vừa phải, đừng để mà em bé xuất hiện là con to thì sẽ tăng cái nguy cơ mổ lấy thai, rồi tăng cái nguy cơ những cái em bé mà nó quá lớn thì khi mà nó sanh ra có tăng cái nguy cơ gãy xương đòn nè, rồi hạ canxi máu nè. Thì đó nên mình nên giữ là cái cân nặng em bé tăng một cách vừa phải. Những cái tuần cuối của thai kỳ, nhất là những cái sau 37-38 tuần. Chuẩn bị chào đón thì thường rồi. Những cái thời điểm đó có khi em bé nó tăng từ 500g trong vòng một tuần. Rồi, là em bé tăng rất là nhanh. Bởi vì vậy mà chúng ta, cái việc ăn uống của chúng ta cũng được cái ăn uống vừa phải. Bản thân em thì em nhớ là tam cá nguyệt cuối cùng á, cái lịch khám thai của em là thay vì là một tháng một lần thì đó sẽ là một tuần hoặc hai tuần, có khi là 5 ngày, 3 ngày là phải khám thai lại để kiểm soát tất cả mọi thứ nằm trong mức an toàn nhất để chào đón em bé. Đúng rồi, và tất cả các bệnh mẹ bầu thì luôn luôn là mong mà con của mình được sinh ra khỏe mạnh đúng không ạ? Và một câu hỏi nữa mà Liên Thảo nhận được đó là có phải tất cả các chất béo đều không tốt cho phụ nữ mang thai và bà bầu cần tránh tiêu thụ chất béo đúng không thưa bác sĩ? Cái quan điểm tất cả chất béo đều không tốt cũng là một cái quan điểm không đúng, bởi vì có những cái chất béo rất là quan trọng trong cái thai kỳ, chẳng hạn như DHA, những cái chất béo có nguồn gốc từ omega 3 thì nó sẽ giúp cho cái sự phát triển trí não của thai nhi. Bởi vì vậy mà chúng ta cần phải bổ sung trong cái quá trình mà mình mang thai. Thì có thể đơn giản để mình hiểu như thế này, những cái chất béo không tốt là thông thường nó là những cái chất béo có nguồn gốc từ động vật. Còn những cái chất béo mà có nguồn gốc từ thực vật là những cái chất béo mà không no thì nó sẽ là tốt cho cái người phụ nữ mang thai. Vậy có phải là những chất béo mà mang đến omega 3 và DHA là từ cá đúng không ạ? Chẳng hạn như từ cá này hoặc là từ các cái loại thực vật khác, chẳng hạn như là có trong đậu, có trong dầu mè, dầu đậu nành. Thực sự là Liên Thảo cũng biết là có một số người bạn của Liên Thảo là ăn chay trường, ngay cả khi mà mình mang thai luôn.
cũng ăn chay hoàn toàn. Và như bác sĩ vừa chia sẻ là việc mà mình ăn chay như thế thì việc bổ sung đậu cũng, bên trong thành phần cũng có rất là nhiều canxi, và mọi người cũng uống được nhiều sữa thì cũng vẫn có thể là đảm bảo một cái sức khỏe tốt nhất cho thai kỳ của mình. Cho nên là các mẹ bầu nào mà chúng ta ăn chay trường thì cũng đừng có quá lo lắng nha. Thực ra thì bác sĩ chia sẻ thêm về cái quan điểm về ăn chay trường nó là như thế này. Thì đúng thật là khi mình ăn chay trường, cái rau thì nó có nhiều vitamin, nó sẽ tốt cho thai kỳ. Tuy nhiên nếu mà mình ăn hoàn toàn bằng ăn chay thì mình sẽ thiếu hẳn đi cái protein, thứ cũng quan trọng để cho em bé nó phát triển trong quá trình mang thai. Thì những cái người mẹ ăn chay trường cũng sẽ có những cái nguy cơ là sẽ bị thiếu máu. Thì thực ra thì mình nên ăn một cái chế độ ăn cân bằng giữa rau và đúng rồi, giữa rau và thịt cá, đúng rồi, chứ cũng không hẳn là mình sẽ lệch về ăn chay trường là tốt. Dạ thưa bác sĩ, em có một số người bạn của em giống như chị Thảo á, trong quá trình mang thai thì cũng ăn chay trường. Vậy thì em có một cái thắc mắc là nếu như mà ăn chay trường, bác sĩ vừa chia sẻ là mình sẽ thiếu đi một phần protein bổ sung cho thai kỳ của mình, vậy thì mình sẽ bổ sung protein đó từ đâu nếu như họ ăn chay trường mà không đụng đến thịt cá? Đó cũng là một câu hỏi rất là hay. Tại vì thực sự ra thì nó là một cái tín ngưỡng. Thực ra mình cũng khó mà thay đổi được. Chẳng hạn như có những cái mẹ bầu là người ta ăn chay trường từ hồi giờ rồi. Giờ họ có thai thì bác sĩ vẫn khuyên là mình ăn thêm thịt cá, nhưng mà người ta khó mà chấp nhận được cái điều đó. Thì trong cái việc mà mình ăn chay á, mình có thể là ăn đậu hũ nè, rồi sẽ sử dụng những cái loại đậu, những cái loại đậu có cái hàm lượng protein cao, chẳng hạn như là có đậu nành có nè, đậu xanh có nè, đậu đen cũng có. Ngoài ra đó thì mình sẽ bổ sung thêm bằng cái mình sử dụng sữa. Hy vọng là những cái mẹ bầu ăn chay trường đó có thể sử dụng sữa được, thì sẽ một phần nào giúp bổ sung thêm để cung cấp cho thai kỳ. Như vậy thì mình lại có thêm một cái kiến thức mới chị Thảo ha. Kính thưa quý vị, vậy là vừa rồi thì chúng ta cũng được lắng nghe bác sĩ Trần Thị Hạnh cũng như là Hot Mom Nguyễn Vi chia sẻ của chúng ta rất là nhiều những thông tin về dinh dưỡng trong thai kỳ, bổ sung như thế nào là hợp lý. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn nhãn hàng Unidry đã đồng hành và ủng hộ chương trình. Quý vị ơi, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy inbox và comment ở phía dưới để chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc. Và hãy nhớ ấn follow để nhận về cho mình những thông tin bổ ích và hữu ích trong việc chăm sóc bé yêu, cũng như là những thông tin hữu ích trong việc mang thai nhé quý vị nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo với chủ đề Cách trị hăm cho trẻ sơ sinh, được diễn ra vào ngày 10 tháng 7 trên fanpage của Unidry Việt Nam và YouTube Unidry, yêu thương những xúc cảm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.